Xin chào cả nhà, đây là một chiếc mũi cấu trúc sụn tai sau 14 ngày. Hôm nay là ngày cắt chỉ của bạn nhé. Các bạn vừa mới cắt chỉ cho em thì em thấy cái kỹ thuật cắt chỉ của các bạn có đâu? Dạ không ạ. Mình cảm thấy nhẹ nhàng đúng không? Dạ. Khá là nhiều bạn sợ cắt chỉ sẽ đau, nếu như các bạn có điều kiện thì mời các bạn hãy tới trung tâm thì chúng tôi sẽ có những cái điều dưỡng chuyên nghiệp chuyên về cắt chỉ này để thực hiện cho các bạn thật là nhẹ nhàng nhé. Thực tế thì đây là một chiếc mũi mới làm lần đầu và xin mời các bạn hãy cùng nhìn ngắm lại cái hình ảnh trước phẫu thuật của bạn ngay sau đây nhé. Ở đây chúng ta có thể thấy là chiếc mũi của bạn á, nó bị khuyết hẳn cái vùng gốc trán mũi. Đầu mũi thì có, tuy nhiên là cái độ lài nó chưa được đẹp, chưa được cân đối do cái phần này thiếu tỷ lệ quá nhiều. Và có một ít to bè ở đây cũng như là hơi hết nhẹ thôi. Ở cái góc độ nghiêng 45 thì các bạn có thể thấy được rõ hơn cái vấn đề to bè đầu mũi ha. Và các bạn thấy không, gãy một khúc rất là lớn, một khúc điểm rất là lớn ở chỗ này. Một ca mũi và rất là nên thực hiện. Và em đã ủ cái giấc mơ nâng mũi này bao lâu rồi? Dạ, rất lâu rồi. Tầm 3 năm. 3 năm, mà sao em biết tới Bắc Phương? Dạ, tại vì mẹ em xem Bắc Phương cho nên là quyết định cho em đi Bắc Phương luôn. Đầu tư cho con gái luôn? Dạ. Vậy trong cái thời gian đó mình có theo dõi nhiều nơi khác không bác? Dạ không. Mẹ em xem Bắc Phương rồi thấy Bắc Phương hiền á, cho nên là cho làm ở Bắc Phương luôn. Em ở quận 8 đúng không? Dạ. Mình qua lại nó cũng đơn giản. Thì những ngày vệ sinh em có ghé trung tâm không? Dạ có. À, là mỗi ngày mình đều ghé trung tâm đúng không em? Dạ không, chỉ ngày mấy cái ngày mà mình đi tháo nẹp đồ đó thì em có đến thôi. À, vì cái việc vệ sinh nó cũng đơn giản cho nên mình tự làm ở nhà nhanh tiện ha. Dạ. Còn tháo nẹp và các chị, nếu như các bạn có thời gian thì khuyến khích các bạn tới trung tâm thực hiện nha. Thì trong 7 ngày qua từ lúc tháo nẹp á, thì có ai thấy cái mũi mình chưa và có cái comment gì cái mũi mình không? Dạ có, nó là mũi đẹp tự nhiên. Ai nè, kể chị nghe chi tiết hơn được không? Thì ba mẹ em, ba mẹ em, bạn bè cũng nói là mũi cao, cái đầu mũi nó cao luôn. Nghĩa là bạn bè mình cũng có những phản hồi tốt mà gia đình mình cũng phản hồi tốt đúng không bác? Dạ. Thế trong nhà mình sau khi thấy mình đẹp hơn và bạn bè sau khi thấy mình đẹp hơn thì có ai có ý định là mong muốn được giới thiệu bác sĩ cho mình không? Dạ có. Em có muốn kể? Dạ như là bên dì bên Pháp của em tính về đấy làm. Thực tế thì cái lượng khách của bác sĩ Trần Phương là rất là nhiều khách giới thiệu nhau các bạn. Và các bạn như vậy cũng có thể thấy là sau khi chúng ta nhìn thấy những cái kết quả của người thân đẹp thì cái độ tin tưởng chúng ta sẽ tăng lên đúng không ạ? Chị nghĩ là cái mũi này nó đã giúp cho em có một cái gương mặt góc nghiêng đẹp hơn này, và cái gương mặt góc thẳng thì nó gọn hơn rất là nhiều. Hãy cùng so sánh cái góc mặt thẳng của bạn ấy, các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt. Gương mặt sẽ có cái độ cuốn hút có chiều sâu hơn, hai mắt của bạn có tỷ lệ cân đối hơn, đồng thời cái gương mặt cũng xinh đẹp và gọn gàng hơn rất là nhiều ha. Em có hài lòng với kết quả này không đó? Dạ có. Thì sau 3 năm và được mẹ đầu tư như thế này thì cái kết quả cũng rất là xứng đáng ha. Hy vọng cái thời gian tới thì cái mũi em sẽ gọn hơn, đẹp hơn nữa nhé. Và mình sẽ nhận được thật là nhiều may mắn thuận lợi trong cuộc sống mình ha. Dạ em cảm ơn chị. Chào em, cảm ơn.